Đúng là lạo đường như là lạo sắn đấy các bác ạ. Đấy, làm đường khai thác nó là thế đấy các bác. Và càng sâu vào trong thì này đất đá gành càng cứng các bác ạ. Và tôi mở tiếp đường. Mở đường vào tới đây thì vướng phải cái lẹp đá cắt ngang qua. Nó còn khoảng 20 mét nữa là kịch, nhưng mà vào đá không mở được nữa mọi người. Nên mà tôi làm tới đây thôi. Bây giờ tôi quay ra tôi sửa đường mọi người. Thế là tôi đã mở xong cái làn này rồi đấy mọi người. Đấy, thế là tôi mở xong mấy làn trên này rồi mọi người. Bây giờ tôi xuống tôi sửa lại mấy cái chỗ quay đầu ở dưới này mọi người. Chỗ quay đầu ở dưới này ngày xưa máy khác ấy, mở là nó hơi bị hẹp mọi người. Bây giờ tôi xuống tôi mở thêm một chút xíu nữa. Với lại cái chỗ quay đầu này sau mùa mưa nó bị xoáy mòn nên mọi người, nó bị lở ấy. Tâm ra là tôi múc vào đây thì nữa tôi đắp đất ra một chút nữa. Đấy, mọi người thấy tôi đang ở trên đỉnh núi cao của những ngọn núi đấy mọi người. Ở trên này thì quan sát được hết các cái phong cảnh xung quanh mọi người ạ. Thế mọi người thấy cao không? Đấy. Tôi đang room ở trong cabin ra đấy mọi người nhé. Cái chỗ quay đầu này thì tôi múc thành một cái gờ cao cao ở rìa này để lúc xe nó chở hàng nó xuống nó cắm đầu ra đấy thì lùi lại cho nó đỡ ghê. Đấy. Ngoài nó cao cao hơn một chút thì lái xe nó lấy lái rồi hãm nó an toàn hơn.
Như trường hợp nó lún bánh trước mọi người. Đấy. Và chỗ quay đầu này thì tôi cũng mở rộng ra một chút nữa mọi người, vì chỗ này nó hơi bị hẹp. Cái chỗ này nó là ngày xưa nó là đường ngày xưa mà mọi người. Đấy, nhường gỗ cho ô tô chở gỗ xuống, tôi bắt đầu tôi múc đi sửa mọi người ạ.